Sáng ngày 6 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau phối hợp với người dân địa phương giải cứu bé gái T, sinh năm 2019, nghi bị cha nuôi là ông Trần Minh Đắc, sinh năm 1968, quê tỉnh Kiên Giang, bạo hành. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, nhiều người dân sống gần nhà ông Đắc, cha nuôi bé T, liên tục nghe tiếng chửi bới của người đàn ông này và tiếng khóc thét của bé T nghi bé bị cha nuôi bạo hành. Một người dân đã gọi báo chính quyền địa phương, nhận tin báo, công an và cán bộ văn hóa xã đến nhà kiểm tra, nhưng ông Đắc đóng kín cửa. Sau gần một giờ vận động của cán bộ xã, người đàn ông này mới mở cửa, đưa bé T ra ngoài. Thời điểm này, mặt bé bị sưng ở vùng trán và mắt, môi bị dập, tay chân có nhiều vết thương. Hiện bé T được cán bộ địa phương tiếp cận chăm sóc, vụ việc đang được chính quyền và công an địa phương tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý.